bác ơi, chợ to quá, hôm nay nhiều cây đấy, xung quanh khung cảnh một tí nắng, lâu lắm mới có một buổi nắng này, có vẻ là rất là nhiều cây đây, cây xuất sắc, để xem là có cây nào. Xăm trái đẹp nhỉ, đang nhiều quả đấy, 7 triệu á. Thế còn con xanh này thì bao nhiêu? 20. Con trái quả như của nho. 20. Lần đầu lên hả bác? Lần đầu. Và lần đầu lên đây đúng không? Dạ. Cái siêu. Vâng. Nay có tí việc thì ra muộn. Đấy, còn là xanh Nam Điền. Nắng quá nhỉ. Đây này, quả khiêu. Quả khiêu. Cái sao này sai quả thế nhỉ? Đấy. Thế sướng. Quả xanh như là cái này xong bắt đầu là chín. Đen đấy. Tính vào. Mấy tiền luôn này? Đang vào 7 triệu đấy. Đang vào 7 triệu. Đẹp. Siêu nhiều quả. Chi chít đây. Định sao? Bác kể dưới đất nên khó quay quá. Siêu nhiều quả. Đấy, phôi này thì bao nhiêu? Đang có người hỏi. Cái phôi này thì bao nhiêu? Phôi xanh thì bao nhiêu tiền? Xanh đấy, chứ đang hỏi phôi xanh á. Vâng. Là bao tiền? 12 phát. Đấy. Ôi, nắng rát quá. Ở lưng này cũng tình đấy. Nhìn cái xẹo này có thấy thích không? 12 triệu. Nhà vườn mới Nam Định lên. Sung rồi. Sung đẹp đấy. Sung già chưa? Sung già và sung trực hoành. Đây, nguyên cái bầu cái khánh ấy, chậu khánh của xi măng ấy. Nhấc bỏ cái chậu cho đỡ nặng. Đấy, cái sung đẹp đấy chứ. Tí nữa hỏi là số bác ấy sau rồi, chưa biết tên, có vẻ bác ấy hơi rụt rẻ. Đấy, quả kêu. Cái sung trực hoành trồng một cái khay sinh nhật, cái khay bông rụng đẹp. Lưng cái này xem. Cái xi này thì bao nhiêu bác? Xi bao tiền? Xi tay chuột đấy bao nhiêu? 4 triệu. Đá thấm nhỉ? Hay đấy, xem là con đá có phải liền không này. Cái sung kia thì bao nhiêu tiền này? 4 đồng rưỡi. Cái này nghiêng được không? Đổ à? Chưa gắn dính à? Này mà rễ của nó có bò ở đây thì đẹp quá nhỉ? Được cái hòn đá nó. Chơi trượt cỏ đấy rồi đó. Gắn cho nó dính vào nhau tí thì tốt, chở đi cho nó đỡ ngại. Có vẻ chưa dính. Này mà trồng cái oxy của mình vào thì đẹp quá. Cái này là nó là một
chân bệ nó kém quá. Chân bệ nó kém quá, chứ xin tên chuột làm bóng thì dễ lắm. Để thấp quá nó quay khó. Trình vênh phết. Được cái hòn đá nó rêu nhìn nó thích. Chuột thấm thủy hút nước. Này này lòng khỏng quá. Mở hàng chưa bác? Mở hàng chưa? Tầng phá đấy. Tầng phá. Chắc. Gỗ chắc các bạn. Ôi nó có ùm luôn chả nhìn gì. Đấy, gỗ chắc một cái để sổng nó có hoa này. Chắc dây, chắc gai. Xem có cái cốt nào nó lộ rồi mình múc. Đấy, ở đây cũng này hôm nay cũng cây sạp trái hay. Còn cây si kia nhìn này, điệu điệu. Cây sung này nhìn nhiều quả thích, gấu gấu. Đấy. Xí bao tiền đấy? Dạ, 55 triệu. 55. Quách Tĩnh, Quách Tĩnh. Đây, Quách Tĩnh. 55 triệu. Hay à, này, hoánh cả túi phân này, kinh nhận. Dễ nó xiên mà. Năm năm triệu. Linh xa. Cốt kia có đấy, ghê phết đấy. Có vẻ như ở miền trong ra toàn đá kiểu như đá biển. Đá biển có sò. Đi xa, nắng quá, nắng thế. Này đẹp này vẫn còn nha. Thì một đợt vào bao nhiêu thì quên bố. Con nào á? Đấy con đấy. Con này à? Con này 150. 150. Mấy con lên cái gì có hai con lên xàm của bố. Đâu? À con đấy vừa xem rồi. Sao? Đây à? Mình đến đây à? Từ đây trở lại à? Đây rồi. À. Em đi xe còn phun mấy phun đẹp. Cái cơ ở đấy xanh cả như nhỉ? Nó biển con cây này bao nhiêu? To 60. 60. Con này bé cũng thế, con bé nhưng mà con bé con à, biển con bé đẹp. Để bé lên lên đây xem nó nhìn thấy thích thích cả à, hai con đều 60. Mỗi con 60. Biển à? Mình vẫn quật được gỗ to thì mình quất con này thích. Làm bông nữa thôi. Mà bông mình răm thôi. Bông mình răm. Cầu độ rất là lùn đầm. Cây thì già rồi. Già khỏi bàn rồi. Bóng dáng rất đẹp. Đây là trực lão rất là đẹp. Đấy, trực lão đẹp. Mặt sau thì vướng rồi, chịu rồi. Cây này khoảng 2 người trên nặng, vì cái bể này rất nặng. Chứ nó là cũng là cây tầm trung nhỏ. Cao thì chắc tầm 7-80, 70 phân. Chân bệ hai phía đều đẹp. Đấy, hàng
hàng đẹp thì cất giấu ở đây. Có tay phút đầy đủ rồi, làm ngày bông luôn. Đấy, con này cũng 60. Con này thì lùn hơn. Con này hơi khó quay hơn, con kia bể biết, biết được. À, đây là điểm bắt cầu này, dính nhỉ. Ok đấy, hai con này kinh đấy. Con này cũng khiếp, con này thì nó mít rồi. Con này mít sạch rồi. Mày quá, nó dầm mát rồi. Đấy, đẹp. Chợ cuối tuần khác anh nhiều cây thế. Con ân tử này nó ăn ở đây khiếp không? Này, dễ nó ăn ở đây này. Mẹ con ôm nhau khủng khiếp. Hôm nay thì vẫn 8 đồng một cây này. Là để xanh ngà móng. Quách Tĩnh thì có số rồi, ai thích thì gọi. Cái này là cái gì anh nhỉ? Sam trái. Cái này bao nhiêu tiền đấy? Đằng sau. Cái này bao nhiêu tiền đấy? Đấy, ông chủ đang đứng sau đấy. Nó để dưới đất đấy, khó nhìn quá. Để lao cái nắng quá. Cái này là xăm hoa anh nhé. 55 triệu. Taxi 55 triệu của anh. Ok, rồi. Mới nốt ngọn cái này kìa. Ai cũng làm được hết. Ai cũng làm được hết. Ok. Đăng ký kênh YouTube của mình nhé, quay nhé. Rồi, để sang vườn cái này nhé.